Vũ Quý Hậu Nhiên Hoàng Trọng Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với phần tin tức nổi bật chiều thứ sáu ngày hôm nay. Gửi lời chào Hậu Nhiên. Xin chào anh Hoàng Trọng Thủy. Cảm ơn Hậu Nhiên rất nhiều. Mỗi lần anh đi qua anh Thái mà tạm thời vắng mặt thì Hậu Nhiên lại sẵn lòng để cộng tác với Lý Đạo Sài Gòn TV tiếp tục gửi đến quý vị cái tin tức nổi bật ngày hôm nay. À, điểm đáng chú ý ngày hôm nay chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề của Sydney Powell và các đồng phạm trong cái vụ sự tại tiểu bang Georgia. Chúng ta cũng đã biết ông cựu Tổng thống Trump cùng với 18 đồng phạm đã bị truy tố. Trong đó có một trong tất cả những người này là RICO, tức là tội băng đảng có tổ chức nhưng mà mỗi một người đó có những cái tội nhẹ nhiều khác nhau mà trong đó có các luật sư trong thời gian ông Trump vào tổng thống mà thất cử nhưng mà rồi những luật sư này đứng ra để nói rằng đã xảy ra những cái vụ mà gian lận bầu cử đặc biệt là ở tại tiểu bang Georgia trong đó có bà Sydney Powell một trong những luật sư thường xuyên xuất hiện chung với ông Rudolph Giuliani thì ngày hôm qua bà lại có những cái tin chấn động tuyên bố nhận tội và cái chuyện nhận tội này cái hệ lụy ảnh hưởng như thế nào với những đồng phạm khác cũng sẽ ra tòa trong những thời gian tới à, hậu nhiên có thể sơ qua cái tình hình này và cái hệ lụy việc ảnh hưởng từ việc nhận tội của bà Sydney Powell đối với các đồng phạm khác sẽ như thế nào? Yeah, đối với nhiều người mà theo dõi tin tức cái thời mà uh, tranh cử đó uh -huh. năm 2020 đó thì bà Sydney Powell có vẻ như là ở đâu trên trời rơi xuống à, nhưng mà thực sự, sự không phải đâu bà này á ừ. bà có uh, có kinh nghiệm làm việc với những người trong không phải là trong trong bộ sậu của Trump nhưng mà chung quanh đó à cụ thể là cái ông này không biết mọi người còn nhớ cái ông này không? Oh à, ông này là Michael Flynn yeah. ông Michael Flynn là cố vấn an ừ. ninh quốc gia đúng ông là cựu tướng ba uh, bốn sao gì oh, đó. Yeah. Um, cố vấn an ninh quốc gia cho tổng thống trump thì ông bị dính líu một đống vụ kiện cái song bàn này bả bà là luật sư của ông oh. à, cái đường vào oh. với cái bộ sậu của trump của bả là qua michael oh, Flynn michael, Flynn. michael mm. Flynn thì sau đó thì uh, uh, phải từ chức uh, mm. cố vấn an ninh quốc gia rồi là vì bị uh, kiện rồi bị truy tố tùm lum rồi bà này bả là luật sư của michael Flynn đấy mm. cái xong rồi đến lúc mà nhưng mà đến lúc mà Trump gặp khó khăn về bầu cử bị thua rồi này nọ ấy, thì Trump lại kéo Michael Flynn về vì dù gì đi nữa giữa uh, ông Trump với Michael Flynn có một quan hệ rất là thân thiết ông mm. Michael Flynn ông đành phải từ chức cái chức cố vấn an quốc gia là bị vì ông, vì ông bị truy tố yeah. chứ còn nếu không thì hai người rất thân thiết cho nên mm. ông này ông vô lại ông cố vấn ông Trump thì ông kéo bà này theo thành ra bà này á coi như là trên trời đôi, rơi xuống đối với ừ. rất nhiều người nhưng mà không phải được, thế đã có những cái đường đi vào được trong tin tưởng vì là luật sư ừ. của Flynn. Ừ. À thì cái chuyện mà luật sư mà đại diện cho thân chủ rồi thân chủ muốn nói là tôi muốn được thắng cử chứ tôi không muốn thua như vậy. Tôi biết là tôi thiếu mấy triệu phiếu <laughs> gì đó nhưng mà bây giờ làm sao cho tôi thắng thử thì luật sư ấy sẽ đưa ra những biện luận về luật pháp nói là vì có lý do này vì có lý do kia thì ok nếu chỉ vậy thôi ấy, thì ok nhưng bà này ấy, nếu mà mọi người còn nhớ cái thời đó là bà là một người tuyên bố rất là tùm lum hết trơn ấy, đến ừ. nỗi mà cá nhân ông trump thì vẫn còn chịu nói chuyện với bà chứ còn cái đám chung quanh Ồ, trump oh. là họ biết được cái bà này là, là, là khùng người đừng có nói chuyện với bà là cái ban tranh cử của ông Trump ấy, là không có muốn dính líu gì tới bà oh. này nữa Nhưng mà cá nhân ông Trump vì tin tưởng ông Flynn nên tin tưởng luôn bà này Cho nên vẫn còn tiếp tục nói chuyện Cho nên bà này bà thúc đẩy được nhiều thứ Không những là bà cố vấn cho ông Trump hay là bà cố vấn cho ban tranh cử của ông Trump Bà bà còn gọi điện thoại cho tiểu bang Bà yeah. xúi dục chuyện này, xúi dục chuyện kia Bà tổ chức những người tự nhận mình là người đ... uh, đại cử tri mặc dù Chị, không có yeah. là gì hết trơn ấy. Cho uh -huh. nên bà bị sáu cái tội là interference with election mm. tức là can thiệp vào bầu cử yeah. và thêm một tội nữa là um, cố tình gọi là um, can thiệp vô một cái máy bầu cử mm. ở Georgia yeah. thì cái tội đó thì là bà trong cái điều giữa bà với lại với lại công, công tố viên ấy, yeah. công tố đấy thì bà nhận 6 cái tội là election interference can thiệp vào bầu cử nhưng bà được Xóa cái tội mà đụng chạm vô cái máy bầu cử yeah. Đó Ok thành, thành ra bây giờ là bà là một người guilty này nọ vân vân Đối với bà thì là như vậy Bây giờ bà chỉ bị phạt một số tiền Cỡ vài ngàn à, Rồi mấy năm quản chế đó Thì cái đó yeah. thì đối với bà là ok hết uh -huh. đó, Đối với bà đây là một cái điều rất là good Quá good luôn yeah. Yeah. Nhưng mà Một trong những điều kiện để mà được cái điều này ấy, Là bà hứa là bà sẽ làm chứng trong bất cứ lúc nào oh, oh. mà cùng tố viên muốn. Ok cậu nhiên bây giờ đó uh, ông Chris Christie ứng viên tổng thống cũng là ông công tố viên, cựu công tố viên của New Jersey và sau đó làm thống đốc New Jersey ngày hôm qua ông tuyên bố cho đây, ông nói tôi là thời tôi làm mấy chục năm làm công tố viên là chưa khi nào mà tôi thấy cái trường hợp mà nó quá đặc biệt đối với Sydney Power không có một ngày tù nào hết tất là là bị quản chế và cho mỗi một tội danh là 12 tháng nhưng mà rồi không có ngoại trừ đừng có vi phạm vào cái tội hình sự khác thôi thì sẽ bị rút khỏi cái 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 plea deal đối với phe công tố có là cái sự thoại với phe công tố. Còn ngoài ra không có một ngày tù mà tiền phạt thì có mấy ngàn có 6.000 cộng với 2.7 tiền yeah, 8, 7, 7 8.000 gì đó. Yeah. Thế thì bà đồng ý để làm nhân chứng thế thì nếu bà làm nhân chứng thì cái chuyện gì xảy ra với những người đồng phạm hiện nay mà họ không có ra tòa chưa ra tòa cái điều đó chứng tỏ là bên công tố ấy, họ đánh giá cái lời chứng của bà là khá cao à, à vâng. tại vì ừ. bình thường ấy thí dụ bây giờ tôi với anh Thụy yeah. anh Thụy là công tố viên tôi yeah. là anh Thụy chủ tố tôi tôi yeah. ba là bây giờ make điều nha tha okay. cho tôi độ thứ bảy cho tôi ok sáu tội này okay. cho tôi trả tiền phạt thôi chứ đừng bắt uh -huh. tôi đi tù. Tôi sẽ nào. làm chứng như này cho anh Thụy. Tức là khi wow. mà cái người mà um, bị truy tố mà offer mà làm chứng ấy, thì là còn phải làm cái người ta là cái proffer cái proffer đó là phải nói cho bên công tố biết là tôi sẽ làm chứng như thế này như thế này như wow. thế này. Wow chi tiết luôn đó. đó hả? Về những cái điều gì mà công tố viên muốn về những wow. điều mà công tố viên Vẫn tất nhiên là cái đó tôi phải biết tôi không có thể bị đặt ra được tại vì cái tờ hồ oh, sơ à. đó về mai mốt sẽ phải cung cấp cho bên kia đúng ông đúng rồi um, cung cấp cho nên, nên bí người ta sư. sẽ biết là bà này sẽ làm chứng như thế nào đó. thành nhưng mà cách chứng tỏ là những cái điều mà bà đó nói là tôi sẽ nói cho tòa biết đấy đối với công tố ồ cái này hay à nha <cười> 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 cái này hay à. Okay tức là họ thôi. dùng cái đó để họ đưa ra tòa và truy tố làm bằng chứng để truy tố có tội cho những người cho đồng những phạm người khác. khác đó mà thì hồi nãy á thì có nói á là bà Sidney Powell này á bà bị coi như là bị cái ban bầu cử của Trump Bên nói là Trump... đừng có chơi với bà này bà này bà hơi mắt mắt đúng yeah. nhưng mà cá nhân ông Trump vẫn còn tiếp tục tin tưởng bà oh, oh. vẫn còn nói chuyện với bà vẫn còn lôi bà vô một số cái cuộc họp mm. kín của của giống như bộ sậu riêng yeah. tức là bà là một trong những người hiếm có mà có mặt trong những cái buổi, oh, họp, đó, buổi họp đó mà đó. người khác không có mặt thì nhau không có làm chứng được bà này oh, bà có mặt và bây giờ okay. bà bị bắt buộc phải làm chứng làm chứng để cho khai nên... những cái cuộc có, có thể là khai chi tiết trong cuộc họp đó như thế nào nữa Đúng. tất cả những cái gì bà khai đã nằm trong cái proffer cho nên bên công tố biết là bà sẽ nói gì rồi cho nên mình okay. có thể à, cái này tất nhiên là đoán thôi nhưng ừ. mà dựa trên ví dụ như điều mà uh, thống đốc Chris Christie nói ấy, ừ. là cái gì mà tự dưng mà cái tội một đống mà lại không có bị thi tù một <laughs> không, ngày nữa một ngày, ngày cũng không luôn không có luôn yeah là cái đó là chứng tỏ là cái này nó phải đáng giá lắm Người ta mới chịu một cái điều ngon lành như vậy. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay đó, có hai nguồn tin thứ nhất đó, là cá nhân của ông Rudolf Giuliani mà bản tin họ chọc ông ra là coi như là chết chắc. Họ dùng cái chữ là coi như chết chắc. Bởi vì cho đến giờ phút này, Rudolf Giuliani không chấp nhận có những thỏa hiệp. Mà người thứ nhì là Chase Bro, cũng là một công cố vấn cho ông Trump lẽ ra là cũng ra hầu tòa luôn nhưng mà trước đây đã bên phía công tố đưa ra các thỏa hiệp để nói rằng ông làm nhân chứng đi cho tôi có thể giảm án tương tự như bà Sydney Powell thì ông James Brown này không đồng ý chúng tôi trở lại ngay sang phần quảng cáo và gửi thêm quý vị các chi tiết một cái tin tức chấn động mà cả cá nhân của ông Trump lẫn những người đồng phạm trong vụ này, nhất là các luật sư trong đó Rudolph Giuliani đang bị chấn động và chưa biết sẽ có hành động như thế nào. Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết ngay sau phần quảng cáo.